quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất để hội thánh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào. Nay hội thánh lại dâng các ngài lên Chúa như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân. Các ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oan hận, xin cầu cho đồng bào mọi nơi biết thương yêu đùm bọc tận nhau. Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyên cầu cho chúng con là con cháu được nói gương các ngài, biết đem lòng bác ái mà dân thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp biến với các ngài. Lên bài ca hỡi ngàn dân, hãy hát lên bài ca chúc tụng Thiên Chúa. Sáng trong niềm tin, một niềm tin khắp thế nhân chung tiếng hoan ca dâng Chúa Thiên Đình. Về đây muôn người nhạc đâu vang trời cùng hát muôn lời hòa tiếng nơi nơi tung hô Chúa. Trong nắng ban mai hoa lá khoe tươi, chim hót vui say muôn khung tân ca màu vàng xa. Hát lên bài ca hỡi ngàn dân, hãy hát lên bài ca chúc tụng Thiên Chúa. Sáng trong niềm tin, một niềm tin khắp thế nhân chung tiếng hoan ca dâng Chúa Thiên Đình. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính chào cha. Hôm nay chúng ta dâng thánh lễ cuối cùng của tháng 6, tạ ơn Chúa trong tháng thánh tâm. Chúng ta cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Văn Tăng, Giuse Nguyễn Ý, Đa Minh Nguyễn Vũ Hoạt, Maria Nguyễn Thị Lạc, Giuse Phạm Hoàng Minh, linh mục Joseph Walsh, linh hồn Maria Hương, Giuse Phương mới qua đời ở Việt Nam, và cầu cho bà Maria Thủy đang đau bệnh được bình an và bình phục, và những linh hồn chúng ta cầu nguyện thường xuyên. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hôm nay Chúa chữa lành một người bất toại. Trong tâm hồn chúng con cũng còn nhiều thứ bệnh bất toại như vậy. Bất toại về tâm trí, về thân xác, cả về linh hồn. Xin dâng lên Chúa những sự đau đớn bất toại đó. Với thánh lễ này, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã vũ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử, để chúng con trở thành con cái của ánh sáng. Xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chức sách tiên tri Amos. Trong những ngày ấy, một vị tư tế ở Bethel là Amasia sai người đến Jeroboam vua Israel mà thưa rằng: Amos đã nổi loạn chống đức vua ngay trong nhà Israel. Xứ sở không chịu nghe các lời của y. Vì đây, Amos nói rằng Jeroboam sẽ chết vì gươm, và dân Israel sẽ bị đầy xe xứ sở. Và Amasia đã nói với Amos: hỡi nhà tiên tri, hãy trốn sang đất Juda mà kiếm ăn và nói tiên tri, đừng ở Bethel mà tiếp tục nói tiên tri nữa. Vì đây là nơi thánh của vua, là đền thờ của vương quốc. Nhưng Amos trả lời Amasia rằng: tôi không phải là tiên tri, cũng không phải con của tiên tri, nhưng tôi là một mục tử chuyên trồng cây sung. Chúa đã bắt tôi khi tôi đi theo đoàn vật, và Chúa bảo tôi: ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của ta. Và này, hãy nghe lời Chúa phán. Người bảo: chớ nói tiên tri chống lại Israel, chớ chỉ trích dòng họ kẻ theo dị thần. Chính vì thế mà Chúa phán như sau: vợ ngươi sẽ gian dâm trong thành phố, con trai con gái ngươi sẽ gục ngã dưới lưỡi gươm, ruộng vườn ngươi sẽ bị phân tán, chính ngươi sẽ chết trên đất nhơ nhớp, và dân Israel sẽ bị đày ải xa quê hương mình. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Kính mời cùng đoàn đọc đáp ca. Phán quyết của Chúa chân thần, công minh hết thảy. Luật pháp Chúa toàn thiên, bồi bổ tâm linh. Chỉ thị Chúa có định, phá ngu kẻ dốt. Phán quyết của Chúa chân thần, công minh hết thảy. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can. Mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. Phán quyết của Chúa chân thần, công minh hết thảy. Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời. Phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy. Phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy. Những điều đó đáng chuộng hơn vàng,
hơn cả vàng ròng, ngọt hơn mật và hơn cả mật chảy từ tàng ong. Phán quyết của Chúa chân thần công minh hết thảy. Kính mời cộng đoàn cùng đứng. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, ta là sự sáng thế gian. Ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu xuống thuyền vượt biển mà về thành của người. Bây giờ người ta đem đến cho người một người bất tội nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất tội rằng: Hỡi anh hãy vững tin, vì tội anh được tha rồi. Bây giờ mấy người luật sĩ nghĩ thầm với nhau rằng: Ông này nói phạm thượng. Nhưng Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói: Tại sao các ông suy tưởng những sự xấu trong lòng, bảo rằng tội người này được tha, hay nói hãy trỗi dậy mà đi đằng nào dễ hơn? Nhưng nói thế là để các người biết rằng trên đời này con người có quyền tha tội. Cho nên người nói với người bất tội: Anh hãy trỗi dậy đi, vác giường mà về nhà anh. Người ấy trỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trước khi nói về bài tin mừng này thì nói những chú giải của nó. Đối với người Do Thái, vì toàn bộ Cựu Ước đã dạy họ, đối với người Do Thái mà thôi nha, thì việc tha tội là đặc quyền của Thiên Chúa. Chỉ một mình Thiên Chúa có quyền tha tội, và điều tha tội đó sẽ được thực thi như một dấu, đó là thời kỳ sau hết. Khi nào nghe thấy toàn dân được tha tội, đó là ngày thế mạng kết thúc, khi mà Thiên Chúa toàn thắng sự dữ và thiết lập một giao ước mới. Như vậy, Chúa Giêsu hôm nay nói để cốt yếu nói rằng thời kỳ Cựu Ước kết thúc và tôi có quyền tha tội. Vậy mà họ không tin. Dĩ nhiên có những người nhìn thấy phép lạ thì tin vào phép lạ, nhưng họ không tin được người này sẽ kết thúc một thời đại của họ. Những cái câu mà trong tin mừng chắc chắn quý ông bà nghe đi nghe lại, nhưng mình mỗi lần như vậy nên chọn một câu thôi. Hôm nay tôi chọn một câu thôi. Trong đó có chữ bất tội, và cái câu chính là Chúa thấy lòng tin của họ. Lòng tin của họ chứ không phải của cái anh bệnh nhân. Giống như trong mọi thánh lễ chúng ta nói: Xin Chúa hãy nhìn đến đức tin của hội thánh, tức là của một tập thể, chứ không phải của giáo hoàng, không phải của hồng y hay giám mục nào đó, mà là của cả tập thể. Cho nên tôi thấy cái câu này, từ sáng tôi cứ nghĩ là Chúa thấy lòng tin của họ, có nghĩa là Chúa thấy những điều bên trong, còn chúng ta thấy những gì bên ngoài rồi suy đoán. Lòng tin là cái ở bên trong, đâu ai thấy được, trừ ra Thiên Chúa. Đó là một bài học nhỏ nhỏ đó. Nhưng nên nhớ, lòng tin thì luôn luôn được biểu lộ ra ngoài. Người tin đi theo Chúa phải nhìn thấy phép lạ,
thì suốt đời họ đi tìm phép lạ. Nơi nào có chuyện lạ là họ kéo tới, tốn bao nhiêu tiền cũng đi. Là vì cái tin của họ là vậy, cho nên họ sống theo như vậy. Cái biểu lộ ra rất rõ. Có những người tin tôn giáo vì những cuộc mê tín dị đoan. Có những người tin theo tôn giáo để được cái gì đó bù đắp lại, vân vân, thì nó biểu lộ ra liền. Còn có những người nói mình tin nhưng không tin, mình cũng nhìn thấy nó biểu lộ ra. Còn nếu nó nằm ẩn bên trong, chỉ có Thiên Chúa thấy. Những người trong bài tin mừng hôm nay, tôi dùng chữ những người, ít nhất có 4 người. Họ khiêng một cái cán, cái băng ca, tức là họ và người nằm trên cái cán đó. Nhóm người đó có chung một lòng tin, chắc chắn. Nhưng họ tin gì? Khi mình đọc, mình có ngồi đó, nhắm mắt lại suy nghĩ, chúng biết họ tin cái gì? Thì câu trả lời rất dễ dàng. Tin rằng hễ mà đến được với ông Giê-xu, một ông tiên tri đang nghe đồn như vậy, thì là thế nào cũng có chuyện chữa bệnh và được lành. Và lòng tin của họ đã được Đức Kitô đoái thương, thì họ khiêng làm gì cho mệt, lại còn phải liều lĩnh dỡ cái mái nhà của người chủ lão mắt. Và quý vị biết, mái nhà của người Do Thái đâu có phải lợp bằng ngói, cũng đâu phải lợp bằng tôn, mà là họ làm bằng như cái sân, cái mặt sân thượng của mình, giữa rơm, cây, đất sét nhồi, họ làm bằng, hoặc là họ làm tròn. Như vậy là phải đập. Nó không cứng lắm, nó không bằng bê tông, nhưng mà như vậy là làm thiệt hại. Cho nên nếu không tin thì khiêng làm gì cho mệt. Nếu không tin, tại sao dám dỡ mái nhà người ta? Là tại sao tôi nói câu đó mà trong này không có? Tôi đối chiếu lại Marco chương 2 câu 4 nói rất rõ, họ phải dỡ mái nhà để thòng người bệnh xuống. Ông Luca ông không tả cái đó. Và nếu người bệnh không lành thì lại phải khiêng về. Khiêng về rồi phải trở lại để vá cái mái nhà, không có dễ đâu. Cho nên nếu không có lòng tin, tôi tin chắc không có phép lạ. Bằng chứng là họ tin. Ơn Chúa vẫn đến với chúng ta qua lòng tin và qua lòng tốt. Tại sao tôi dùng chữ lòng tốt? Chúa thì tốt rồi, tôi không nói, nhưng phải nói rõ hơn. Luôn luôn phép lạ xảy ra qua lòng tin và lòng tốt của con người. Nếu không có những người quảng đại, thành tâm, ra tay, giúp đỡ, phép lạ khó thực hiện. Nhìn lại đi, trong tất cả tin mừng luôn luôn có sự cộng tác. Quá bánh ra nhiều, phải đi mượn bánh với cá, vân vân. Chữa cho người mù, Chúa lại dùng cả nước bọt trộn với bùn đất. Chúa dùng phương tiện luôn luôn. Và chúng ta thấy, tôi lặp lại câu đó, nếu gia đình quý vị muốn có phép lạ, rõ ràng phải có lòng tin và lòng tốt của những thành phần trong gia đình. Nếu không ai khiêng cái người bệnh đó thì sao? Và nhất là nếu chủ nhà không cho người ta đập cái mái nhà của mình thì sao? Chen vô không lọt. Hay thật, tôi cứ nghĩ vậy thôi, nó minh mang ra vậy, nhưng mà nó rất thực tế. Rồi bây giờ mình đi vào thực tế của cuộc đời mình. Hai cái chữ bất toại dịch nghe nó là sao sao. Chữ toại đây là thỏa chí, toại lòng đó, là mong muốn. Cho nên mình có chữ toại lòng. Bất toại là không bằng lòng à? Không. Tại sao mình dịch cái chữ bại liệt thành bất toại? Tôi đang tìm hiểu coi từ đâu nó ra. Đương nhiên bệnh nào cũng bất toại đó, không ai thích hết đó. Nhức đầu cũng không ai thích, đau răng cũng không ai thích, và tất cả đều là bất toại, đâu có toại chí thỏa lòng được. Nhưng mà thôi, ở đây mình hiểu là không đi đứng được. Bên tiếng Anh nó để rõ ràng bại liệt. Vậy có 3 phần bất toại trong mỗi người chúng ta.
có thể thân xác bất toại, tức là thân xác không đi được, đang buồn. Những bậc lớn tuổi thấy càng ngày đi càng khó khăn, buồn lắm, mất cái tự do. Nhìn một em bé đi, nó bắt đầu vui khi nào nó chập chững bước đi và nó thấy thế giới khám phá dưới ánh mắt của nó, thích lắm. Nhưng nếu nó phải trường cả đời thì sao? Một hình thức nào đó. Và nếu trường không được, phải nằm một chỗ như những em bé bại liệt thì sao? Đáng buồn. Cho nên nổi cái thân xác bất toại, tôi dùng chữ bất toại đó theo cái nghĩa không đi đứng được, thì đáng buồn. Nhưng còn nhiều hình thức bất toại lắm. Thứ nhất, mình không đi được là mình không đi đến được với Chúa, dù Chúa vẫn luôn chờ đợi. Mình không đến được tức là mình đi không được, mặc dù chân mình có, xe mình có, mình không đi đến được với Chúa, với mẹ Maria, vân vân, là một hình thức bất toại. Rồi là mình không đi đến được với người khác, dù người đó ở ngay bên cạnh mình, kế bên, thề hứa với nhau, sống cả đời bên nhau đó, mà mình không đến được nữa. Mình có mặt thôi, còn tâm hồn mình ở chỗ khác, nó không đến được với người đó, là một hình thức bất toại. Thứ ba, mình sống vô cảm, không có cảm tình gì, không có rung cảm gì với bất kỳ ai chung quanh. Nghĩa là mình đang chủ trương cái chủ nghĩa Mackeno, là mặc kệ nó, mình lo cho mình. Một hình thức bất toại là vì có người sống tập thể chứ không sống riêng. Và cái một hình thức nữa là sống vô tâm, mà xã hội ngày hôm nay nhan nhản càng ngày càng nhiều. Như cái tai nạn mà người ta đã miêu tả ở bên Trung Quốc, một em bé gái nhỏ xíu bị chiếc xe tải nó cán qua chân. Thế nó nằm đó, nó khóc thét, nó đau lắm bởi vì dập chân rồi. Người ta đi ngang ngó thôi, không ai đụng vô hết. Rốt cuộc quý vị biết, tôi không lặp lại nguyên câu chuyện. Đó là về thân xác, tôi dùng gọi chữ là thân xác không đi được đến với Chúa, với người khác, vân vân. Nhưng tâm hồn thì sao? Tâm hồn có bất toại không? Có đó. Bởi vì nó nằm yên, nó không còn tay chân để gỡ ra khỏi đầu mình một thứ thành kiến nào đó mà mình mang quá nhiều năm, đối với một người, hay đối với một nhóm, hay đối với một hội đoàn, hay cả một chủng tộc nữa. Có khi mình ghét tất cả người Tàu. Tại sao? Do cái dịch corona bây giờ mình ghét hết tất cả ai là người Hoa. Không đúng. Mình ghét tất cả mọi người Hồi giáo à? Mình bị bắt tội rồi đó. Cái đầu mình không uyển chuyển được nữa, không đi đứng được bình thường. Thứ hai, cái đầu của mình á, cái tâm hồn mình không cởi bỏ được một thù oán ở trong quá khứ. Trong quá khứ lâu năm rồi mà cứ nuôi dưỡng nó hoài. Và mỗi lần nuôi dưỡng thì căm hờn trào lên, biết vậy là hại mà không chịu bỏ. Một thứ bất toại. Thứ ba, không đủ khiêm tốn để nhận ra chính mình đang bất toại. Cái đó mới là cái quan trọng. Mình không biết mình có lỗi, mình không biết mình nóng tính, mình không biết mình đang lợi dụng người khác, mình không biết mình đang giả hình, mà chung quanh người ta thấy. Thứ tư, mình thấy không cần phải tìm về với Chúa để làm gì. Đâu cần đâu, Chúa ở đâu xa vời lắm. Không cần đến với Chúa để được giúp đỡ, vì mình nghĩ rằng tự sức riêng mình có thể đến với ơn cứu độ được. Cái đó là một sai lầm mà 13 năm nay tôi cứ nói, đừng bao giờ nghĩ rằng mình tự cứu mình được. Nhưng chắc mấy ông bà không tin, tôi biết vậy đó. Bởi vì mình nói sao kỳ vậy, không phải ỷ lại vào người khác à,
Với sức riêng tôi cố gắng, tôi hy sinh, tôi hãm mình, tôi ăn năn, tôi đền tội, thì Chúa phải cứu tôi. Nó trật lách nhưng nói mà không ai tin. Có thể có người tin, nhưng số người tin đã âm thầm. Tôi không biết để tôi đếm cho nó vui. Thật sự tôi cũng không dám đếm. Nhưng tôi tin sức riêng tôi không làm được. Tầm thường đã mất, cha tầm thường đã mất biết bao nhiêu giờ để viết lại Chúa. Chúa biết con cần Chúa. Con cần, còn những thái độ không cần thì là một hình thức bất toại. Trời ơi, bài tin mừng này mà khai thác ra nữa có thể đến 9 giờ. Không hết đâu, nhưng mà thôi đủ rồi. Để nói với nhau rằng xin Chúa cho con được chữa lành. Bởi vì đêm nay con tin rằng con cần được Chúa chữa lành. Nếu Chúa thấy lòng tin của cái nhóm người đó, cái nhóm chứ không phải riêng cái anh đó. Tôi không biết cái anh đó có tin không đó. Mà nếu anh không tin thì anh làm gì được? Anh bất toại mà. Anh đâu có lồm cồm bò xuống khỏi cái cán được. Cũng tội nghiệp. Mà giả như trường hợp tệ hại nhất đó, anh bị khiêng tới mà còn anh được lành, Chúa vẫn khen. Y như trường hợp con chiên lạc, nó chỉ cần thấy ông chủ đến, nó nhảy luôn đi chỗ khác, thì làm sao ông vác nó về? Nó đâu có ăn năn hối lỗi gì đâu, nhưng nó im lặng để ông vác nó về. Và như vậy ông coi đó là sự ăn năn của nó trở về, và ông vui mừng. Quý vị có thấy tình thương của Thiên Chúa lạ lùng? Nhiều khi Chúa không cần mình ăn năn theo đúng cách nữa. Ghê chưa? Nếu nghĩ đến đó sẽ thấy có nhiều điều phải đặt lại. Đâu phải tại mình ăn năn rồi Chúa tha. Mình chưa ăn năn, Chúa đã muốn thương, đã tha cho mình rồi. Nó cứ mình quay về mình đi đến xưng tội thì mới được tha. Đó là điều kiện do mình đặt ra. Cái thằng con quan đàn về tính xưng tội, ông bố đâu cần nghe. Nó soạn ra rồi đó, con đã phạm tội với trời và với cha, xin. Ông đã dẹp, đem áo ra mặc, đem nhẫn ra xỏ, vân vân. Tôi tin rằng qua cái bài tin mừng hôm nay, xin mỗi lần đọc Kinh Thánh hay là Thánh Kinh, Kinh Thánh đúng hơn chữ Thánh Kinh. Tiếng Việt mình cái adjective và cái hình dung từ phải đi mé sau. Mình nói một người đẹp, tất cả thế giới nó nói một đẹp người. Cho nên cái kinh đó là thánh thì chữ kinh đi đầu, còn tất cả các thế giới đều nói thánh kinh. Cái hình dung từ đi trước. Cho nên tôi thích chữ kinh thánh, tôi lặp đi lặp lại, ít khi tôi đọc sai cái thứ tự đó lắm. Kinh thánh dạy cho chúng ta một điều thôi, đó là hãy nhìn lại đi. Thiên Chúa biết mình cần Chúa. Còn mình có ý thức được điều đó hay không? Chúa không chấp. Xin Chúa ban cho chúng con trong thánh lễ ngày thường hôm nay, xin cho chúng con dù một niềm tin nhỏ xíu thôi, để chúng con nhờ ơn Chúa mà bước ra một cái hình thức bất toại nào đó trong cuộc đời. Đừng ỷ lại vào sức mình, đừng nằm ì trong tình trạng bất toại. Nó thiệt thòi lắm, thưa quý ông bà, anh chị em. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này, là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ. Xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với một tinh thần phục vụ của Đức Kitô, vì người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Cha chí thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ Người Cha đã tạo dựng muôn loài. Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra để chu toàn thánh ý Cha và để gây dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện. Người đã giăng tay chịu khổ hình trên thập giá để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn lễ, toàn thể các thánh trên thiên quốc, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con ngài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một
nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Timothy Costello, Đức Giám mục Phụ tá Donald Spurgeon của chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến Giuse Nguyễn Văn Tăng, Giuse Nguyễn Ý, Maria Hương, Giuse Phương mà Chúa vừa gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những vị đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin cũng nhớ đến các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, anh chị em chúng con, những linh hồn chúng con dâng ý lễ hôm nay và thường xuyên đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn thanh sạch Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử vì đạo nước Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Chúa dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con tháng 6, tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa ban bình an cho chúng con trong tháng 7 mà ngày mai chúng con bước vào. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hẳn ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin hãy chúc bình an cho nhau. Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho những ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con,
Nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Ca hiệp lễ, chúc tụng Chúa đi, linh hồn tôi hỡi, toàn thân xác tôi, hãy chúc tụng thánh danh Ngài. Chủ nhật có người lên rước lễ khi nói mình thánh Chúa Kitô thì nói cảm ơn cha, mà người đó không có mặt hôm nay để mình nói. Thứ bảy Chủ nhật tôi với cha Sơn sẽ tìm cách nhắc lại nghi thức phụng vụ không có vấn đề cảm ơn cha mà phải nói amen, bởi vì chữ amen ít nhất có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất theo tiếng Do Thái nghĩa là ước gì được như vậy. Mình đưa lên mình thánh Chúa Kitô thì
ước gì được như vậy, mà tiếng Pháp nó dịch là Eswatin đó, ước gì được như vậy, hay là let it be bên tiếng Anh, nó cũng có nghĩa là đồng ý. Mình nói, người ta thừa tác viên nói đây là mình Thánh Chúa Kitô đồng ý, nó cũng có nghĩa là xin vâng, tôi vâng lời, tôi nhận. Vậy thôi. Câu chuyện cười này tôi kể cho hội cao niên hôm thứ ba rồi, hôm nay tôi kể lại. Giả sử có một con mèo nó sống được cây súng, súng lục, nó tới trước cái hang con chuột. Thằng thứ nhất ra đây, một con chuột ra, thấy súng đã sợ rồi. Tao hỏi mày, 2 cộng 2 bằng mấy? Con chuột bấm bấm, dạ thưa anh, 2 cộng 2 bằng 4, bùm, chết. Tại sao? Mày biết nhiều quá, không đáng sống, thiên quan bên. Con thứ hai ra run quá, 2 cộng 2 bằng mấy? Thấy người kia nằm chết, dạ em không biết, bùm, mày dốt quá, không đáng sống, chết cha. Con thứ ba ra, 2 cộng 2 bằng mấy? Dạ thưa đại ca, cái thằng biết cũng chết, thằng không biết cũng chết, bùm, mày lý luận nhiều quá. Thằng thứ tư ra đang run run, 2 cộng 2 bằng mấy? Dạ thưa đại ca, những câu hỏi hóc búa như vậy chỉ có những người cực kỳ thông minh như đại ca mới trả lời được thôi, mày biết nịnh bợ cho mày sống. Đó là tình trạng ở những nước độc tài, nó phải vậy. Xin mời cộng đoàn cùng đứng. Là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tế tạ ơn và vừa được rước mình máu thánh con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào. Xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc quý ông bà và anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Ngày mai là thứ sáu đầu tháng, có nghi thức sức dầu bệnh nhân. Cảm ơn và chúc một buổi tối thứ năm bình an hạnh phúc. Cảm ơn Cha. Mẹ xin yên vui chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương và Chúa sinh thì mẹ đứng âu sầu.